Thưa quý vị, các tỉnh miền Bắc vừa trải qua nhiều ngày rét đậm liên tiếp. Từ ngày 4 tháng 3, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, nên miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh thành dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 7 tháng 3, dự báo một đợt không khí lạnh có khả năng tràn về, khiến miền Bắc lại chuyển mưa rét. Thời tiết nóng lạnh thất thường, thay đổi đột ngột, kết hợp với tình trạng ô nhiễm không khí đã khiến nhiều người già, người có bệnh nền và trẻ nhỏ nhập viện. Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40 đến 50 bệnh nhân. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân tăng khoảng 20%, trong đó chủ yếu là các trường hợp mắc bệnh liên quan tới hô hấp, tim mạch và đột quỵ. Thường là khi mà thời tiết thay đổi hoặc là thời tiết quá lạnh thì cái số lượng bệnh nhân vào viện vì cái bệnh lý hô hấp sẽ tăng lên. Đặc biệt là các cái bệnh lý viêm nhiễm vùng tai mũi họng, bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đấy là những cái bệnh mà nó sẽ liên quan đến thời tiết và thời tiết lạnh. Đặc biệt đối với người cao tuổi thì cái số lượng bệnh nhân như vậy sẽ vào viện sẽ tăng lên rất là nhiều so với lại bình thường. Tại khoa hô hấp, lượng bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú cũng tăng khoảng 10 đến 20%. Đáng nói nhiều người nhập viện trong tình trạng nặng do trước đó ngại mưa rét, kiêng đến bệnh viện đầu năm khiến bệnh trở nặng. Điển hình là bệnh nhân 80 tuổi này, dù có biểu hiện bất thường nhưng không tới bệnh viện thăm khám mà tự mua thuốc điều trị. 10 ngày sau, khi bệnh tiến triển nặng, ông mới được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Vừa ăn Tết xong thì cũng muốn điều trị ở nhà, cũng không muốn đến viện. Nên thành ra ông dẫn đến nặng, chứ nếu đưa đến viện kịp thời ngay thì không nặng như thế này. Khi mà bệnh nhân đến trong tình trạng mà nặng như này thì cái viêm cái phổi nó bị tổn thương nó khá nhiều, thì cái khả năng phục hồi của nó sẽ kém hơn so với tất cả các cái bệnh nhân mà đến sớm, phát hiện ra sớm mà chưa có tổn thương ở phổi, thì thời gian điều trị nó sẽ kéo dài hơn và sau này bệnh nhân cũng sẽ để lại các cái di chứng là nó sẽ dễ bị viêm phổi tái phát trở lại. Các bác sĩ cho biết thời tiết và môi trường là hai yếu tố tác động trực tiếp tới sức khỏe. Trong khi đó, vài ngày trở lại đây, chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất không tốt cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 37,6 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Đối với đối tượng người cao tuổi thì một số các cái bệnh mà dễ tái phát như là cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hen phế quản. Một số bệnh nhân đến cũng khá là nhiều, đó là các cái viêm phổi, viêm phế quản hoặc là cái viêm long đường hô hấp trên. Cái tỷ lệ bệnh nhân đến trong thời gian vừa qua khi mà thời tiết thay đổi thất thường như vậy thì cũng khá tăng hơn so với trước, là tăng khoảng trên 10%. Đa phần bệnh nhân đến khám và điều trị trong tình trạng cũng khá nặng, bệnh nhân khó thở, ho, sốt và khạc đờm. Tìm hiểu nguyên nhân thì như chúng ta đã biết thì thời gian vừa qua thì bệnh nhân thời tiết rất là lạnh. Vậy kèm theo đó là trong cái thời gian là bệnh nhân là sau thời gian nghỉ Tết nên tâm lý bệnh nhân là ngại đến điều trị tại các cơ sở y tế, bệnh nhân tự ý dùng một số thuốc ở nhà mà chưa có chỉ định, do vậy mà bệnh nhân đến những tình trạng thường là khá nặng. Không chỉ người già, trẻ nhỏ cũng là nhóm đối tượng dễ bị tác động khi thời tiết thay đổi thất thường. Tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, khoảng một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân tới thăm khám cũng đông hơn so với trước đó. Đa số trẻ nhập viện do bị hen, khò khè. Các bác sĩ cho biết thời tiết thay đổi liên tục, độ ẩm cao kết hợp với ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Cái này cũng là một yếu tố nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ em. Nhẹ thì em bé sẽ bị cảm lạnh. Cảm lạnh tức là bệnh nhân có thể ho, hắt hơi, sổ mũi, có thể có sốt. Thì thường là do virus gặp lạnh thì bùng phát các đợt virus lên, và do trong cái môi trường kín, khi lạnh thì con người ta lại muốn tập trung vào với nhau và đóng cửa, kín cửa, cộng với ít ra ngoài thế nên lại càng dễ lây virus, thế nên là dễ bị cảm lạnh, dễ bị mắc cúm. Thế nhưng mà nguy hại hơn thì có thể đấy là sốc nhiệt gây hạ thân nhiệt. Đây là những trường hợp mà tiếp xúc lâu với môi trường lạnh kéo dài, khi hạ thân nhiệt thì em bé có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí là tử vong nếu mà không điều trị được kịp thời. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn có thể xảy ra, các đợt không khí lạnh vẫn ảnh hưởng, nhiệt độ có thể xuống thấp. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, đối với người già, trong những ngày thời tiết rét đậm kéo dài, luôn phải mặc ấm, hạn chế ra ngoài vào ban đêm hoặc dậy sớm tập thể dục.
không tự ý sử dụng thuốc điều trị bệnh khi chưa được thăm khám và tư vấn của bác sĩ. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Khi tới nơi đông người, nên đeo khẩu trang cho trẻ. Thưa quý vị, quy định đăng ký xe cấp biển số theo mã định danh đã chính thức được thực hiện hơn 6 tháng, từ sau ngày 15 tháng 8 năm 2023. Cũng kể từ khi đó, tất cả biển nằm số sẽ mặc định là biển số định danh của người đang đứng tên trên giấy đăng ký xe, và với những người mua bán xe cũ thì cũng phải làm thủ tục hồi biển số để đăng ký sang tên. Thế nhưng cũng kể từ đó, các chợ xe cũ đã trở nên điều hưu vắng khách hơn. Cho đến thời điểm hiện tại thì tình trạng này vẫn tái diễn vì nhiều người e ngại các thủ tục sẽ phải thực hiện. Chợ xe cũ Chùa Hà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội những ngày đầu tháng 3. Xe thì vẫn rất nhiều nhưng khách hàng cũng chẳng thấy đâu. Lác đác thì có một hai người hỏi mua, nhưng rồi qua vài câu dò hỏi thủ tục thì cũng quay đầu bỏ đi. Sẽ gây khó khăn và phiền phức cho người sử dụng, bởi vì bây giờ hiện tại bản thân những người mua ở đây thì người ta cũng ví dụ như là người mà sử dụng xe trước, chủ xe trước, người ta không có nhu cầu, người ta bán. Và bây giờ nếu mà ví dụ mà muốn định danh hay đổi tên thì những người bạn ở đây bạn lại phải đi tìm lại chủ cũ. Quan trọng là cái thủ tục nó có nhanh gọn hay không, hay là bây giờ là phải đi tìm chủ cũ để người ta chứng minh hay người ta xác nhận đấy là cái xe của người ta. Đấy là một cái vấn đề. Còn nếu vấn đề thứ hai nữa là những người bán xe, chủ xe này họ có gọi là hỗ trợ cho mình cái vấn đề đó hay không thì là vấn đề. Chứ nếu bây giờ mình là người dân này mà mình lại tự đi làm những cái đó thì thật sự nó khá là phức tạp. Cũng chính bởi vì nghe các quy định về việc thu hồi biển số và giải quyết đăng ký sang tên với xe khá rườm rà mà nhiều người dân khi đi mua xe cũ không khỏi e ngại, đặc biệt là về thủ tục. Ví dụ khi bán xe thì người bán phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe và biển số, sau đó tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, tức là người mua, mới làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký xe theo quy định. Trong đó, với các xe cũ đã qua nhiều đời chủ thì thủ tục lại khiến nhiều người càng phải đau đầu. Ví dụ các loại giấy tờ như người dân đang sử dụng xe không chính chủ đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên mình. Người sử dụng phải nộp giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xe. Nộp thêm chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và người bán cuối cùng nếu có và nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp người dùng có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và của người bán cuối cùng, trong 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi. Sau đó, cơ quan công an sẽ đăng ký sang tên theo quy định. Nếu không có chứng từ chuyển quyền sở hữu, cơ quan công an sẽ cấp giấy hẹn để được sử dụng xe trong 30 ngày. Cùng với đó, cơ quan công an sẽ gửi thông báo cho chủ xe, cơ quan đã đăng ký cho xe đó và niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp hoặc khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và tiến hành đăng ký sang tên. Tất cả những người đến làm thủ tục thì đối với người bán thì là phải đến làm thủ tục thu hồi đăng ký và giữ lại biển số, và đối với người mua thì là phải làm cái thủ tục là lấy giấy thu hồi và mua và nộp thuế, xong đó là sẽ làm thủ tục là đăng ký vào biển tên của mình, là nếu mà chưa có biển thì sẽ là bấm biển mới theo quy định. Đối với các phương tiện mà đã có giao dịch về mua bán theo đúng quy định của pháp luật thì trong vòng 30 ngày thì cái chủ phương tiện mà bán thì phải đến làm thu hồi đăng ký và giữ lại biển số. Còn nếu mà sau 30 ngày mà mới đến làm thì đối với cá nhân thì có sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, và đối với tổ chức thì có thể sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng đối với ô tô. Thật ra là thủ tục thì nó cũng hơi rườm rà một chút. Người dân người ta chỉ cần là làm sao là thứ nhất là nhanh chóng và thuận tiện cho người ta và giảm chi phí đi là được. Hiện nay trước nhiều thủ tục, đa số các chủ cửa hàng xe cũ cũng chỉ bán xe theo hình thức hợp đồng mua bán hoặc là trao tay đưa giấy tờ xe. Còn đối với những người chơi hay kinh doanh biển số đẹp từng có giá cả trăm đến cả tỷ đồng thì nay cũng chỉ có thể bán xe cùng biển số dựa trên uy tín của bản thân và sự tin tưởng của khách hàng. Mà bản thân thì theo như luật thì họ vẫn phải yêu cầu là phải định danh, phải đúng tên mình, nhưng mà các bạn ở đây thì các bạn là chỉ cần là cái tờ hợp đồng mua bán thôi, xong là đưa giấy tờ cho mình thôi. Thế nhưng mình nếu mà mình đi mà gặp công an hỏi thì chắc là hỏi không vấn đề gì, nhưng mình thì vẫn lăn tăn là nếu mà như vậy thì vẫn là theo một luật mà công an có phạt thì mình vẫn phải chịu, bởi vì đấy không phải xe của chính chủ. Thời điểm đấy về phía bên nhà nước người ta nới lỏng cái quản lý là bọn mình có thể mua bán trao tay,
giấy viết tay cá nhân chịu trách nhiệm hình sự dân sự hoặc là mình làm hợp đồng ủy quyền. Nhưng sau khi ngày 15 tháng 8 này, những cái xe mà anh em hiện tại đang chơi ý, và mà mình đang còn ở cửa hàng, tất cả đều bán vì đam mê và bán bằng uy tín của chính bản thân mình. Vì người ta cũng thắc mắc là bây giờ quyền là người trực tiếp đứng tên chủ xe, người ta phải ra làm hợp đồng ủy quyền. Thì có những cái xe hiện tại bây giờ chủ người ta đi nước ngoài, hoặc là người ta một vì một lý do đấy mình không thể tìm được chủ xe thì mình không thể làm hợp đồng ủy quyền được. Có thể thấy sau một khoảng thời gian khá dài áp dụng quy định mới thì nhiều người vẫn đang băn khoăn về các thủ tục phải làm khi mua xe cũ. Thế nhưng thay vì những lo lắng, người dân cũng nên hiểu những lợi ích của việc định danh biển số đem lại, đặc biệt trong việc quản lý hành chính và điều tra các sự vụ liên quan. Đồng thời người dân cũng nên cần chấp hành đúng quy định về sang tên đổi chủ khi chuyển nhượng xe để tránh các rắc rối, phiền phức sau này có thể xảy ra về pháp lý.